Rất vui được gặp lại các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Tăng Alex sẽ quay kết quả cây bàn lanh mà Tăng Alex đã ghép hoa tường vi. Sau 2 năm hiện nay ra bông và nụ rất là nhiều và rất là đẹp các bạn. Quan trọng nhất là Tăng Alex ghép thành công, đó là sự học hỏi kỹ thuật ghép cây cảnh. Các bạn có thể thấy bông lúc đầu ra hoa màu tím, nhưng khoảng một tuần hoa sẽ bạc màu thành màu trắng. Màu tím lẫn màu trắng nên thấy hoa rất là đẹp. Và sau đây Tăng Alex sẽ quay vẻ đẹp của hoa tường vi. Mong các bạn đón xem. Thank you.